đã thắng. Tuyệt vời. Một siêu phẩm của Ngọc De Lima. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-4. Một pha bóng quá xuất sắc đến từ cầu thủ vào sân ở băng ghế dự bị ở đầu hiệp 2. Ngọc De Lima là người đã tìm lên mã điện tử. Bên phía các cầu thủ VNPT và tắt lên rất nhiều những cơ hội để có điểm trong trận này. Phạt bóng rất chính xác đến từ thủ môn bên phía Nam Hồ. Cho lợi sút xa tuyệt vời, một siêu phẩm để hoàn tất hat trick đến từ số 93. Quá xuất sắc với tình huống dứt điểm vừa rồi, đã không thể cản phá cho lợi. Còn Hoài Bảo, Quốc Hiếu, Hoài Bảo được chuyển hợp lý và đó là bàn thắng dành cho các cầu thủ công gia đình Đại Phát. Và căng ngang tuyệt vời của Hoài Bảo, và ở bên trong thì Mai Văn Minh đã có tình huống để bóng cân thành chính xác để mang lại bàn mở tỷ số cho đội bóng áo trắng. Màn phối hợp tuyệt vời. Hải Bảo là người đã có công lớn với tình huống leo biên và ba căn ngang chuẩn bài. Tìm là đội bóng chủ động hơn, tất cả chính xác. Kéo bóng rất khéo, dứt điểm 1-0 và xử lý tuyệt vời. Ca Thức là người đã ghi bàn với một tình huống xử lý cá nhân xuất sắc. Đấu giữa Su Sóc và Lý Kim Thiện sớm có bàn thắng, và đội bóng áo trắng là những người vươn lên với pha lập công của Ca Thức. Chờ đợi đến những pha thoát xuống ở hai biên. Cắt túng rồi, lần này là bàn thắng. Và dứt điểm rất căng của tiền đạo áo số 9. Trong đó đầu tiên thì Khắc Tú đã sở hữu rất nhiều những cơ hội chưa có duyên với mảng lưới của đối phương. Câu chuyện đã khác hoàn toàn ở những phút đầu tiên của trận đấu thứ hai với tiền đạo áo số 9. Nhưng ghi bàn đã đến ngay ở cú dứt điểm đầu tiên từ thầy. Tỷ số được nhân đôi dành cho Bồ Cốc Phi Long Hà. Cú dứt điểm